Chào các bạn đã đến với shop máy tính Phạm Dũng. Hôm nay thì bên shop mình giới thiệu cho các bạn một cái mẫu bộ phát wifi 4G đấy, của hãng Mixer các bạn nhé, 4G, 3G vân vân. Thì con mã này mình muốn giới thiệu đó là cái model LTE 4G này đấy. Mixer LTE 4G này các bạn nhé. Đó là cái phần vỏ hộp này. Cái mã này là mã 4 dâu các bạn ạ. Mã 4 dâu. Bây giờ mình sẽ mở hộp để cho các bạn xem bên trong này. Các bạn cần tìm hiểu thiết bị, đặt mua hàng thì hãy liên hệ với shop máy tính Phạm Dũng, số điện thoại 0975 723 045 nhé. Thì bên trong đây là một cái bộ phát wifi sử dụng bằng sim 4G, rất tiện lợi ở những nơi mà các bạn không có kết nối được với lại mạng dây thì chúng ta có thể sử dụng sim điện thoại. Con này sử dụng 4 anten phát sóng rất là khỏe luôn. Đây, kiểu dáng của nó như thế này nhé. Ở đằng trước thì có các đèn báo wifi này, sóng kết nối này. Đấy. Ngoài ra thì cái này có thêm được 4 cái cổng LAN nữa các bạn. Đấy, ba cổng WAN, một cổng à ba cổng LAN, một cổng WAN này. Reset này, có thể cắm SIM nhé. Đây, cắm nguồn này, có thể cắm được thẻ nhớ luôn. Đấy, rất là đẹp. Đi kèm thì nó cho thêm được ba cái khay SIM này. Để chúng ta để SIM này, nút cắm này. Đấy, đây là sách hướng dẫn sử dụng nhé. Đây là cái bộ nguồn này. Nguồn này sử dụng nguồn 12V 1A. Jack chân to này. Đi kèm có một dây LAN chúng ta kết nối được. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ thực hiện test thử cho các bạn xem luôn nhé. Đấy, test luôn. Ở đây mình có một cái SIM, mình sẽ test bằng cái SIM Mobi này. SIM Mobi này mình đang sử dụng cái gói cước 50.000 một tháng thì nó cũng không được cao lắm, rất là yếu thôi. Thì mình cũng muốn thử xem cái tốc độ truy cập vào mạng nó như thế nào. Đấy. Đây nha, mình sẽ gắn sim mà theo đúng cái hướng dẫn cái hình ở trên đây này. Ta sẽ cắm đúng chiều. Đây, chúng ta sẽ cắm nguồn điện vào đây nhé. Thì ở trên đây chúng ta có một cái đèn báo nguồn màu xanh này. Lúc này chúng ta sẽ chờ thiết bị nó khởi động lên. Để truy cập vào cái trang cài đặt ấy, thì chúng ta sẽ lật cái modem lên này. Chúng ta để ý cái địa chỉ của nó đây nhé. 192.168.1.1 này. Mật khẩu là admin nhé. Đấy. Chúng ta sẽ truy cập vào theo cái địa chỉ này. Bắt đầu có sóng wifi thì chúng ta sẽ cài đặt này. Ở trên điện thoại đấy thì các bạn sẽ đi đến cái phần cài đặt wifi này, cài đặt này. Sau đó vào phần wifi. Thì trên cái wifi này chúng ta thấy có một cái sóng là mixer này. Ta sẽ kết nối vào đây. Đó, đã có kết nối rồi nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử vào phần kết nối các YouTube nhé. Đây, YouTube này. Đấy. Đây nha, chúng ta thấy nó có sóng wifi thì chúng ta mới vào được rồi. Đấy, hiện tại thì mình đang thử kết nối nhé. Đấy. Bên đây là cái kênh YouTube của mình này. Đấy, camera Phạm Dũng này. Rồi kênh máy Phạm Dũng computer này. Đấy. Các bạn có thể vào đây để xem và ủng hộ cho kênh của mình nhé.
Đấy. Đấy, hiện tại mình đang thử bằng cái sóng 4G. Mình đang chuẩn bị cho khách. Đấy. Thì vào cũng khá là ok đấy các bạn. Đấy. Thử cái video khác đi. Đấy. Thì cái tốc độ nhanh hay chậm thì nó còn phụ thuộc vào cái sim của các bạn đăng ký theo gói gì nữa. Đấy, mình đang sử dụng cái gói 50.000 nhưng dùng sẽ rất là ok luôn. Đấy, đây mình mở lại cái mạng wifi để cho các bạn xem nhé. Đấy, hiện tại mình đang kết nối đúng cái mạng mixer của mình luôn này. Đấy, chúng ta có thể mở luôn cái khác nhé. Thì cái tên wifi cũng như là mật khẩu wifi ấy, các bạn cũng có thể thay đổi được nhé. Các bạn có thể vào cái trang cài đặt của nó này. Đây mình dẫn luôn cho các bạn cách thay đổi. Các bạn vào cái trình duyệt web này. Đấy, trên địa chỉ thì chúng ta sẽ gõ là 192.168.1.1. Đấy, xong nhấn nút đi này. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu là admin thôi. Sau đó chọn login này. Đấy, thì trên đây nó có báo đầy đủ các thông số của máy luôn. Đấy, 4G, 2G. Thì để cài đặt wifi chúng ta vào mục wifi setup thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ đổi cái tên wifi này. Rồi đặt mật khẩu wifi ở đây. Đấy, đây là cái cách cài đặt rất là đơn giản. Ok, như vậy mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái bộ phát wifi 4G mixer 4 zone. Đấy, phát sóng rất là khỏe. Thì giá cũng khá là mềm. Các bạn muốn biết chi tiết thì hãy liên hệ với shop của mình nhé. Máy tính Phạm Dũng, số điện thoại 0975 723045. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.